Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách upload web lên trên công nghệ Azure bằng công cụ Azure Toolkit. Bây giờ thì mình phải tạo một cái web app và cấu hình cho nó. Các bạn đợi cho trang web của mình nó được load lên cho mình. Trong thời gian này thì mình tạo sẵn một trang web để sau khi xong thì mình thực hiện quá trình upload luôn. Xong rồi. Đầu tiên thì mình cấu hình FTP. Đây mình dùng trang web ZB Solid cho nên mình cấu hình cho nó về JPA. Để upload bằng Azure Toolkit thì các bạn click vào đây, sau đó chọn Java, chọn đến cái ID hỗ trợ cho mình, ở đây mình dùng đến list, tiếp theo thì mình download nó. Các bạn click vào đây. Đó các bạn chọn bản cho Elixir. Đây mình copy cái link đó. Cái đó mình vào Elixir. Mình sẽ cài đặt nó. Elixir mặc cái này. Bắt được lên rồi đây. Vì ở đây á mình đã cài nó rồi cho nên nó báo lỗi như thế này, thì các bạn làm như mình thì trước đó các bạn chỉ cần net là ok. Sau khi mình tạo được cái đó rồi thì mình tạo cái project. Đây mình sẽ tạo một trang CSV.
thử lên cho các bạn xem. Cái rosette của mình lên thì mình chụp phải vào nó, chọn vào azure bên địch app azure với báo ở đây thì mình chọn những cái trang mình vừa tạo. Chọn cái trang mình vừa tạo, thì các bạn đợi thời gian để cho nó upload lên mình xem luôn. Khi xong nó sẽ chưa bớt được để con web mình tạo luôn. Thank you.
nó đã thành công. Chúc các bạn thành công.